Mình mới cho xong một cái cầm dài 80 cm này nha các bạn, bằng sắt răng nha, sắt răng xây dựng phi 16, rất là chắc chắn luôn các bạn. Sắt răng nó có mấy cái gân gân này, khi mà siết tăng là nó không bị trượt nha, nó tăng là nó tự nó khóa lại nha, rất là chắc chắn luôn. Sorry now.